chào mọi người, mọi người đang tới cùng Đức Trang, chị Đình Lộc và Trang Tập Phát Sáng lần này thì tụi mình sẽ cùng đưa mọi người tới thông qua một địa điểm là khu du lịch sinh thế vô cùng nổi tiếng tại Đợ Hồng, Đợ Lộc, đó chính là Khe Lim. Bữa nay thì mình sẽ không đi một mình nữa mà sẽ cùng với một người bạn của mình, đó chính là Tuyến Nhi. Hello mọi người, mình tên là Tuyến Nhi. Hôm nay mình sẽ cùng ekip chị Đình Lộc khám phá Khe Lim nhé mọi người. Và chị thì hãy cùng với tụi mình đi vô Trang, cua thử là Khe Lim có chi nghe. Xin mời. Chào mọi người, hiện tại thì Nhi với Đức đương có mặt tại cái khu vực chính của Khe Lim rồi. Và đây là cái nơi mà thấy xuôi theo cái dàn chảy của nước trên nguồn chảy xuống đây. Và đây là nơi mà đa số các du khách họ sẽ tới để mà chọn những cái chỗ ngồi mót mót để mà cùng ngồi chơi với nhóm của mình. Đa số là họ tới đây là chuẩn bị đồ nướng nè, rồi với là đòn hót thì chỉ đó cho vui. Ở đây thì thường là mình sẽ thấy là mùa hè á thì họ tới thì nhiều hơn, tại vì cái lượng nước nó cũng ít. Với là mùa hè thì trời nắng đỡ bị mưa rồi đó thì cây cối cũng xanh hơn. Để mà tới được khu vực Khe Lim á thì đó số là có nhiều cách, tại vì là từ Đà Nẵng đi vô đường từ quốc lộ 14B cũng được, nhưng mà tụi mình thì đi từ Ơ Nghĩa cho tới đây thì đi tầm khoảng hơn 10 km. Và từ vào ở đây thì nó sẽ khoảng là một cây anh ha. Thì thường thường thì vào đây thì các bạn sẽ không cần phải mua vé, mà sẽ thường thường là đi giống người của Nhi với anh Đức á, là sẽ 8 người thì sẽ phụ thu là tầm khoảng 50.000, giống như là phí giữ xe hoặc là phí dọn dẹp vệ sinh ở đây cũng như vậy. Đó, và đây thực sự là một cái nơi mà nếu mà mọi người, đặc biệt là những cái bọn mà ở Đà Nẵng rồi đi, hoặc là mấy bọn mà ở thành phố mà về cái khu vực của nó mình để mà đi du lịch á, thì không có muốn mà ở phố nữa, hay là không muốn những cái nơi mà số bồ tấp nập, thì chắc chắn là Khe Lim sẽ là một trong những cái địa điểm mà tụi mình sẽ review tốt nhất cho mấy bọn để mà tới trong cái khu vực này. Tại vì vừa có cảnh đẹp nè, vừa có nước suối trang đồ, mình có thể chụp nhiều cái hình sóng ổ mà hầu như là không tốn cái phí, chỉ thấy trừ khi là cái tiền ăn uống của mọi người để chuẩn bị thôi. Còn ở đây cũng bón một số cái đồ cơ bản để mọi người có thể chuẩn bị đồ nướng như là thon đồ đó, rửa và là nước ngọt. Hiện tại thì ngày hôm nay thì tụi mình tới đây thì thấy cũng khá là đông người, mặc dù là xa Tết thì mọi người cũng đã đi lồn lại rồi, nhưng mà khu vực này cũng có rất là đông người. Có thể thấy là bên kia có rất là nhiều cái nhóm bọn đông vui. Thế là hôm nay là ngày cuối cùng á, nên là mọi người sẽ về đây và chơi tận hưởng ngày cuối cùng bên gia đình hoặc là bạn bè người thân của mình. Thưa xí thì anh và em sẽ đi qua nó cua thử là mọi người sẽ tới thì đau và mọi người đã chuẩn bị được những gì cho bữa nay. Qua xin gà. Xin gà hậu quấn hết trái. Mấy người hả? Ba chục người. Đây đó. Chỗ nhóm đó đây là một đám. Đấy là đây là nướng, xong là đây nó là tập trung lại là ngồi với nó ăn. Đây là trong một tổ của chị đây. Công ty hả chị? Dạ. Rồi chuẩn bị cho em nổi tiếng thì đây là một đám ăn. Tự nhiên nó đây. Mình vẫn cả thôi cho những việc khó khăn nó hơi thái đâu. Công ty mình là có người ở đây hả chị? Nên mình biết mấy con đi. Rồi mình đem mấy con chị? Bò câu rồi, là nướng hết con này con thứ bò đó hả? Anh chạy đó luôn đó. Để có gì, có gì xin. Họ đi vô đây họ chơi, họ biết được là đem bao nhiêu là đủ phải không? Năm con rồi. À. Năm con thì tại vì có gò nên năm con. Không được. Em quay lại đây, cảm ơn anh chị nghe. Chúc anh chị chơi vui vẻ thì. Rồi nữa chứ em mình đã là em đi tính chứ.
Còn đây nói thì anh Duy Tính mà mặt hơi cao mà kêu Duy Tính nữa. Cái bạn cao thôi chứ mà nói gì. Lẹ quá anh ơi. Rất là sau khi mà tụi mình đi thông qua hồn xóm thì về đây cũng đã có một cái bếp lửa được nhóm sẵn rồi, thì chờ tụi mình sẽ nướng gò với lợn nướng bắp ăn trưa. Trời ơi mọi người thấy ngon mọi người. Khách mời bữa nay dẫn đi mà đồ ăn miết mệt quá. Bắp này là bắp của tổ khu vực Nghi Lung, bắp của Đại Hồng, thì tụi mình có ghé vô nhòm một cái cô gần đây để mà hớ bắp. Thì tụi mình ghé từ 4 giờ sáng á, nên thì có giờ nữa thì cái xương sớm mới xuống á thì cái bắp mới ngọt được. Tụi mình hết tới tốn giờ, sau này tụi mình đi ghé vô nhà một cái cô khóc đi bắt gò. Bắt gò sang á thì mình mới xuống đợi đồng lại, mình kêu nhân vật khách mời bữa nay dạy thì mới đi tới đây. Đâu em dậy từ 3 giờ sáng em đợi anh đó chứ. Xí anh cho em mang cái đít đó. Thôi đít dành cho anh á. Em nghe nói anh kìa nghiện đít mà. Trời ơi em lắc cái chỗ này lên nhìn anh cứ. Ngăn nướng bại quá mọi người. Ngay trên bên thì con ngăn quá nãy ăn nướng bại. Nhưng mà lật cái bên này lật, em lật lượt anh mua thử. Khách mời này xót nhận là không biết miếng gò nha mọi người. Hiền chiến dịch đó. Anh ăn thử đi. Chưa? Anh lấy cái muối muối lại em cho anh rồi. Đỉnh. Nướng ngon. Đây cho muối nữa. Nướng ngon đúng không? Không phải lẩu ướp ngon. Chấm miếng thầu. Thôi mặn đi. Ngon quá. Ngon hiểu quá. Thôi ở trên này đã mặn rồi, mình chấm miếng thầu. Nhưng mà có muối ngon. Để anh đút cho em ăn rồi đó. Không hết. Không hết tự ăn. Con gái này lọc là phải tự ăn. Cái gì tự làm được phải tự làm hết á. Em rất là lọc mô. Em mất gốc mà. Em mất gốc rồi. Nhưng mà em là gái này lọc. Chưa chơi cái nhận liền. Gớ đợi chơi nữa. Em là con gái này lọc với lại dâu đệ hồng này là đẹp minh đệ hồng. Cái gì đệ nữa? An, đệ thiệp. Dưa hồng á. An nghĩa. Đệ hòa, đệ chánh, đệ thịnh. Cái giá má này mình không có lồn nha mọi người. À cái này lộn trắng muối ớt không mới má mà. Muối với là ớt đỏ, ớt xanh, tiêu, nhiều tính đường. Đó. Là tổng nó chừng nữa mà vỏ ra là ê cái nước này là nước này nước muối chả thôi. Ngồi rất là ngon. Nó là thơm mà lem nghe. 2000 years later. Ta-da! Như thế là tụi mình cũng đã vừa nướng xong một chú gò rất là mà lem và có một chén mắm rất là ngon của bọn giáo mạc đã chuẩn bị cho tụi mình nữa. Thì hy vọng rằng là bữa nay tụi mình cũng đã cho mọi người thấy được là khai liên có chi và trải nghiệm khai liên thì như rang và mùa mô và tất cả mọi thứ. Thì hy vọng rằng là mọi người khi mà tới với khu vực Đại Lộc Quảng Nôn thì mọi người có thể ghé khai liên để tìm cho mình một cổng giót bình yên hơn. Và bữa nay cũng rất là vui vì có một cái người bọn dẫn rất chi là dễ thương và cu ta như ri đưa cho mới mình. Nhi thấy rang xa cái tập này. Chào em cũng cực kỳ cảm ơn mọi người, cảm ơn ekip Chuyện Đại Lộc đã cho em tham gia cùng với tập phim của mọi người để trải nghiệm một cái thật là thú vị ở chỗ khai liên này. Lần xa về thì đi nữa nhất định. Ok. Và hy vọng rằng là mọi người sẽ thích cái vlog này của tụi mình và mọi người nhớ nếu mà yêu thích những cái tập của series Chuyện Đại Lộc để trải nghiệm về văn hóa này, về du lịch ẩm thực và đời sống của con người Đại Lộc thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube Chuyện Đại Lộc nghe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.